Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tập chung trang 179 của sách giáo khoa toán lớp 3. Đây là bài cuối cùng của phần này đấy, của phần sách giáo khoa toán lớp 3. Sau khi các em xem hết chương trình của toán lớp 3 thì các em có thể tham khảo trước cái chương trình của toán lớp 4 ở trên kênh của cô nhé. Trên kênh thì có đầy đủ chương trình toán tiểu học. Bài số 1, viết số liền trước của 92.458, số liền sau của 69.509. Muốn biết số liền trước thì các em lấy số đã cho, các em trừ đi một đơn vị. Còn muốn biết số liền sau thì các em lấy số đã cho, các em cộng thêm một đơn vị. Như vậy, 1A, các em có số liền trước. Của 92.458 thì muốn biết số liền trước thì lấy số này trừ đi một đơn vị, như vậy đó chính là số 92.457. Tìm số liền sau thì em lấy số đã cho cộng thêm 1, như vậy số liền sau sáu mươi chín nghìn năm trăm linh chín chính là 69.510. Sang nhìn B, viết các số 83.507, 69.134, 78.507 và 69.314 theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy số bé nhất thì em viết trước. Vậy chúng ta sẽ so sánh các số này theo thứ tự. Đây đều là số có 5 chữ số, kèm theo so sánh theo thứ tự từ trái sang phải nhé. Chữ số đầu tiên là 8 này, 6 này, 7 này, 6 này. Như vậy số bé nhất nó sẽ rơi vào một trong hai số này. Các em sẽ so sánh hai số tiếp theo là 9 với 9 bằng nhau. Số tiếp theo nữa là 1 với 3 thì số này nhỏ hơn. Như vậy số bé nhất sẽ là 69.134. Tiếp theo là 69.314. Hai số còn lại thì chữ số 7 này, chữ số đầu tiên là chữ số 7 bé hơn chữ số đầu tiên, chữ số 8 bên này. Như vậy số bé tiếp theo là 78.507. 78.507. Và số lớn nhất là 83.507. Như thế chúng ta vừa sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 69.134, 69.314, 78.507 và 83.507. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2, yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Bài 2, ý A, 86.127. Các em cộng với 4.258. Chúng ta sẽ cộng theo thứ tự từ phải sang trái nhé. Bảy cộng tám bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. 1 cộng 2 bằng 3. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 nhớ 1 nữa bằng 9. Như vậy kết quả phép cộng này bằng 90.385. Ý thứ 2, 65.493. Kem trừ đi 2.486. Ba không trừ được 6, các em mượn 1 phía trước, 13 trừ đi 6 bằng 7. Mượn 1 trả 1 sang đây,
8 nhớ 1 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, 4 trừ 4 bằng 0, 5 trừ 2 bằng 3, 6 không trừ hạ xuống. Kết quả của phép trừ ở đây bằng 63.007. Sang ý B. 4.216 kem nhân với 5 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 1 bằng 5, nhớ 3 bằng 8. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 4 20, nhớ 1 21. Kết quả của phép nhân bằng 21.080. Tiếp theo, 4.035 chia cho 8. Bốn mươi chia 8 bằng 5. 5 x 8 40, 40 trừ 40 hết, hạ 3 xuống. 3 này không chia được cho 8, kem vào 0. 0 nhân với 8 bằng 0, 3 trừ 0 vẫn bằng 3, hạ tiếp 5 xuống. 35 chia cho 8 được 4 lần, 4 x 8 bằng 32. 35 trừ đi 32, dư 3. Như vậy, phép chia này là phép chia không hết, đúng không ạ? Chưa có dư đấy. Kết quả của phép chia bằng 504 và số dư thì bằng 3. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được hai bài tập số 1 và bài tập số 2. Sau bài tập số 3 như sau. Trong một năm có những tháng nào có 31 ngày? Cái này thì hôm trước cô cũng có hướng dẫn cho các em. Chúng ta sẽ dùng cái nắm tay này để chúng ta xác định này. Và khi các em nắm tay lại thì khi các em nắm tay lại như thế này thì chúng ta sẽ có những cái mà lồi lồi lên này thì nó là 31, mà lõm xuống thì là 28, 29 hoặc 30 ngày. Như vậy các em để đếm này, tháng 1 31 ngày, tháng 2 thì là lõm xuống chúng ta không tính, tháng 3 này 31, tháng 4 30, tháng 5 là 31 này, tháng 6 là 30 này, tháng 7 31, tháng 8 kem cũng đếm ở đây luôn, tháng 8 cũng 31, tháng 9 này, tháng 10 này, 11, tháng 12. Như vậy chúng ta có các tháng có 31 ngày là tháng. Cô đọc lại, tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 29 hoặc 28 này, tháng 3 là có 31 này, tháng 4 30, tháng 5 31, tháng 6 30, tháng 7 31 này, tháng 8 31 này, tháng 9 30, tháng 10 31, tháng 11 30 và tháng 12 31. Như vậy chúng ta có các tháng có 31 ngày, tháng là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Như vậy các tháng có 31 ngày.
đó là tháng 1. Ba, năm, bảy, tám, mười và mười hai. Cô nhắc lại cách tính này. Lồi lên thì em đếm là 31 ngày. Riêng tháng 2 có 29 hoặc 28 ngày. Đấy, 31. Tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 29 hoặc 28 ngày, tháng 3 lồi lên là 31. Tháng 4 thì 30, tháng 5 31, tháng 6 30, tháng 7 31, tháng 8 đếm ở đây luôn 31, tháng 9 30, tháng 10 31, 11 30 và 12 31. Chỉ có cái trường hợp tháng 2 này nó có 29 hoặc 28 ngày thôi. Còn riêng các cái tháng mà nó lõm xuống thì đều là 30, mà nhô lên thì đều là 31 ngày. Chú ý tháng 7 và tháng 8 cùng một vị trí này. Bài tập số 4 là bài tập tìm x. Chúng ta có ý A là x nhân với 2 bằng 9.328. Đây là thừa số nhân với thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích chia thừa số đã biết. Như vậy x bằng 9.328. Kem chia cho 2. Kem có thể đặt phép tính ra ngoài thế nhá. Chúng ta có 9.328. Kem chia cho 2 thì sẽ bằng 4.664. Như vậy x bằng 4.664. Sang ý B, x nhân với 2 bằng 436. À, x chia 2. Đây là x chia 2. Bằng 436. Thì đây là số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số bị chia, các em lấy thương nhân với số chia. Như vậy chúng ta có x bằng 436, kem nhân với 2. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. 2 nhân 4 bằng 8. Kết quả bằng 872. Như vậy trường hợp A chúng ta tính ra x bằng 4.664, trường hợp B tính ra x bằng 872. Tiếp tục chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Những bạn nào mà chưa làm xong ấy thì các em có thể dừng lại một chút để các em làm cho xong. Hai tấm bìa hình vuông cạnh đều bằng 9 cm. Đây chúng ta có hai tấm bìa hình vuông, một tấm bên này này và một tấm bên này, tức là hai tấm bìa hình vuông giống y hệt nhau, mỗi cạnh bằng 9 cm. Ghép hai tấm bìa này thành một hình chữ nhật như hình vẽ. Tính diện tích hình chữ nhật bằng các cách khác nhau. Như vậy ở đây thì các em có thể chúng ta sẽ tính như sau. Kem có thể tính diện tích của mỗi hình vuông. Sau đó kem cộng diện tích của hai hình vuông lại với nhau thì chúng ta sẽ ra được diện tích của hình chữ nhật. Hoặc kem sẽ tìm cạnh của hình chữ nhật, chiều dài hình chữ nhật bằng cách lấy 9 nhân với 2 bằng 18. Biết chiều dài, biết chiều rộng rồi thì chúng ta tìm diện tích hình chữ nhật luôn. Như vậy chúng ta có hai cách nhá. Cách thứ nhất là tìm chiều dài hình chữ nhật, sau đó tìm diện tích bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng. Cách thứ hai là tính diện tích của một hình vuông,
Sau đó các em lấy diện tích này các em nhân 2 lên, bởi vì hình chữ nhật này bằng 2 hình vuông mà. Các em nhân 2 lên thì chúng ta được diện tích của hình chữ nhật. Vậy bài 5. Cách 1. Cách 1 là cô sẽ đi tính diện tích của tấm bìa hình vuông. Diện tích của tấm bìa hình vuông. Đây, cô làm sang đây nhé. Bài 5. Thứ nhất là cô sẽ tìm diện tích mỗi tấm bìa hình vuông. Cạnh là bằng 9 thì chúng ta có 9 x 9 bằng 81. Như vậy mỗi tấm bìa này sẽ có diện tích là 81 cm vuông. Mà cái hình chữ nhật bằng 2 hình vuông, như vậy chúng ta có diện tích hình chữ nhật. Tìm diện tích hình chữ nhật thì các em lấy diện tích của một hình vuông, kem nhân 2 lên. Như vậy diện tích của hình chữ nhật bằng 162 cm vuông. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, kem đi tìm cho cô cạnh chiều dài của hình chữ nhật. Cái hình chữ nhật này, cạnh từ đây đến đây bằng 9, bên này từ đây đến đây cũng bằng 9. Như vậy từ đây đến đây thì sẽ bằng 9 cộng 9. Biết được chiều dài rồi, chiều rộng bằng 9, như vậy chúng ta sẽ có diện tích. Tìm diện tích thì các em lấy chiều dài kem nhân với chiều rộng. 9 x 8 72, viết 2 nhớ 7. 9 x 1 là 9, nhớ 7 nữa bằng 16. Như vậy dù các em làm theo cách 1 hay cách 2 thì diện tích của hình chữ nhật đều là 162 cm vuông. Đáp số 162 cm vuông. Vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài cuối cùng ở trong cái phần toán của sách giáo khoa toán lớp 3 trang 179. Đó là bài luyện tập trung, cũng là bài cuối cùng ở trong sách giáo khoa rồi đấy. Thì cô chúc cho các em chúng ta ôn tập tốt và làm bài thi học kỳ 2 cũng như là bài thi cuối năm của môn toán là đạt các kết quả cao nhé. Và cô cũng thông báo với các em là chương trình của toán lớp 4 thì ở trên kênh thì đã có rồi. Nếu bạn nào trong quá trình học hè chúng ta có nhu cầu xem trước thì các em cũng có thể tranh thủ lên kênh để chúng ta xem đầy đủ các cái phần bài giảng của sách giáo khoa và sách bài tập của chương trình toán lớp 4. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.